kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin trân trọng giới thiệu Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Nga Tũng. Chương 250: Huyết Hòe Treo Đầu. Mã Thừa im lặng thừa nhận, trong đầu tính toán hỗ trợ. Đại ân của các vị không lời nào có thể cảm tạ hết, tôi cũng không nói thêm, các vị cần gì thì cứ việc gọi điện trực tiếp cho tôi. Mã Thừa đứng lên nhìn chằm chằm vào Diệp Thiếu Dương một hồi rồi cười nói, cậu thật sự là có mị lực, trách không được. Trách không được cái gì? Diệp Thiếu Dương hỏi. Mã Thừa một tay khoác lên vai hắn nói, cậu có đại ân với tôi, nếu tương lai chúng ta thành tình địch, tôi hứa là sẽ cạnh tranh sòng phẳng, không có chơi xấu với cậu. Tình địch? Cất chẳng lẽ cái tên này hiểu lầm? Diệp Thiếu Dương muốn giải thích nhưng Mã Thừa đã rời khỏi vườn hoa. Hay, tên này thật là không thể hiểu thấu mà. Diệp Thiếu Dương im lặng lắc đầu. Đa tạ tiểu sư đệ, chúng ta phát tài rồi. Lão Quách cười hết mức như trẻ con được cho ăn kẹo. Vẫn là theo chân sư đệ kiếm ra tiền, sau này thành công huynh sẽ trích cho đệ 2 phần. Huynh cứ còn sống ra khỏi nơi này đã rồi nói. Diệp Thiếu Dương trợn mắt, ngồi dưới đất lấy ra quyển sổ ghi chép nhỏ trước đó đưa cho Lão Quách xem, vừa nhìn toàn bộ vườn hoa anh đào vừa nói. Trước đó đệ đã nói nơi này không có vật sống, bởi vì toàn bộ không gian đều bị trận pháp phong ấn. Trận pháp này rất phức tạp, không chỉ đơn giản là cửu hào, củng nguyệt, cửu tinh liên hoàn, mà còn là vận hành theo đế tinh. Tất cả đều được tập trung tại cái giếng nước này. Lão Quách xem bản vẽ của hắn một hồi, vẻ mặt dần dần ngưng trọng. Đế tinh ở bên trong, tướng tinh ở bên ngoài. Tướng tinh đâu? Để huynh xem nào. Đệ đã tính toán, cách nơi này 38 dặm có một phụ trận, tướng tinh đang ở đó. Diệp Thiếu Dương nói, quỷ hộ pháp thứ 5 là nơi ở đó, mà nơi này chính là nơi thất bà ngụ. Tướng tinh, đế tinh hô ứng lẫn nhau, trận pháp tương thông, quỷ thần khó lường. Tiểu Mã bất mãn, các người nói gì mà một câu tôi cũng không hiểu vậy. Giải thích sau, để tôi đi vào trước xem. Diệp Thiếu Dương đi tới bên cạnh giếng nước, lấy ra hồng tuyến và chuông kinh hồn. Tiểu Mã cùng Lão Quách lập tức tỏ vẻ luống cuống. Lão Quách nói, rất nguy hiểm đó tiểu sư đệ, hiện tại có thể xác định rằng là thất bà bị trấn yểm dưới ngũ hành trận. Đệ xuống dưới đó chính là một hồi quyết đấu kịch liệt, một mình đệ có đi được không? Bằng không hay là huynh xuống cùng với đệ? Không, huynh không. Lão Quách lùi về phía sau vài bước. Huynh già khom rồi, xuống chỉ làm vướng chân tay đệ. Hay là đệ cứ đi một mình, ta sẽ ở đây canh chừng cho. Diệp Thiếu Dương im lặng, không ngờ y sợ chết đến mức này. Tôi xuống dưới xem, đánh không lại thì tôi chạy, hai người ở đây chờ. Diệp Thiếu Dương nói xong bèn ngậm xích luyện đan ở trong miệng, kích phát cương khí rồi nhảy xuống giếng. Thiên cân chi lực, vạn vật nhất tuân, ngũ hà tứ hải, tị thủy như phong, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương niệm xong tị thủy chú, bước cho dòng nước cách xa mình độ 3 thước, nhưng vẫn cảm thấy cái rét ngấm lên tận xương tủy. Trong lòng không khỏi hoảng sợ, vẻn vẹn có 3 năm mà cửu hào đã hấp thụ âm khí đến mức này. Cảm thấy rất may mắn vì đã không để Lão Quách xuống cùng, bằng không 3 điểm mệnh đăng sẽ lập tức bị dập tắt, âm khí nhập thể. Lặn một hơi 20 mét xuống đáy nước, Diệp Thiếu Dương nhìn quanh, thấy mặt phía bắc có núi lớn, nước từ đó chảy ra. Trong đầu phỏng đoán đây là một hồ nước được hình thành tự nhiên dưới mặt nước, vừa đúng trong một trong 4 nơi đuôi rồng nhược điểm. Trong phong thủy người ta gọi là Long Tuyền Vô Căn Thủy, nơi này là một cái long mạch, hướng phía nam giống như là được bóng cây ngả xuống, vì vậy cứ mỗi bước đi thì âm khí lại mạnh thêm một phần. Diệp Thiếu Dương hoảng sợ, dù pháp lực hắn cao cường nhưng cũng cảm thấy khó mà kháng cự. Hắn tranh thủ thời gian lấy tiền điêu mẫu vừa kẹp vào tay vừa đọc chú ngữ.
đồng tiền đúc mẫu lập tức tỏa ra ánh sáng tính, làm cho âm khí trong nước bị tiêu tán. Trước khi âm khí lại tụ lại, Diệp Tiếu Dương rất nhanh chạy tới bóng cây che phủ, ngẩng đầu nhìn lại thì khiếp sợ. Cái thân cây này đỏ như là máu. Diệp Tiếu Dương đánh giá vài lần, phát hiện ra lá của cây này giống hệt như cây hòe, là một gốc huyết hòe âm sinh. Loại cây này nhân gian không có, mà nó đến từ quỷ vực. Cùng với cây hòe ở dương gian giống nhau, rằng trời sinh có thể tụ âm khí. Chỉ khác nhau, cây hòe dương gian thiên về tính thổ trong ngũ hành, tập trung âm khí từ trong đất. Mà cái cây tên gọi huyết hòe thì cũng biết nó thuộc mộc thủy, cho nên nó sinh ra ở trong nước, thông qua nước mà tập trung âm khí. Trong giây lát, Diệp Thiếu Dương hiểu ra toàn bộ. Vườn hoa anh đào dựa vào xương người và máu của gia súc tạo ra oán khí để được đưa đến nơi này qua cửu hào, cửu tinh cửu nguyệt. Cái cây này chính là nguyệt, cho nên động phủ của thất bà nhất định là ở trong cây hòe này. Diệp Thiếu Dương vừa nghĩ đến đây, tán cây hòe đột nhiên rung động một hồi. Tán cây cực lớn dần dần tách ra làm hai, để lộ ra một hình ảnh khủng khiếp trước mặt của Diệp Thiếu Dương. Vô số đầu người buộc chằng chịt trên các cành cây, đến nỗi trên mỗi nhánh cây đều có đầu của nam nữ, ấu lão già trẻ. Thân phận của tất cả đều không có giống nhau. Có đầu quấn khăn vuông của người đọc sách, có người đầu đội mũ quan, có cái đầu chọc của hòa thượng, có cái đầu bị lột mất da đầu móc lên đầu cành cây. Nhiều nhất thì vẫn là đầu của những dân chúng bình thường. Đột nhiên Diệp Thiếu Dương thấy một cái đầu vấn tóc kiểu đạo sĩ, tại chính giữa ấn đường điểm lên ba điểm biểu thị hắn là một chân nhân. Tán cây từng chút mở rộng, càng nhiều đầu người xuất hiện. Mỗi một cái đều không giống nhau, nhưng tất cả đều thể hiện vẻ thống khổ. Có cái thất khiếu chảy máu, có cái mặt mũi thối nát, có cái giỏi bọ trong hốc mắt bò qua bò lại, có cái trên mặt thịt mất một mảng. Diệp Thiếu Dương biết rõ những điều này đều là ảo giác, nhưng những cái đầu người được treo trên cây đều là chết dưới cây hòe này. Trong đó có cả những người mặc cổ trang, tướng chứng tỏ là nó sống từ rất lâu. Hơn nữa, cây huyết hòe này có tu vi rất cao, đến cả chân nhân cũng bị giết chết. Thời điểm hình ảnh được triển khai hết, Diệp Thiếu Dương như thấy được một bộ địa ngục đồ bi thảm đến cực điểm. Trong tai nghe thấy từng tiếng kêu thê than, rên rỉ thảm thiết. Dù Diệp Thiếu Dương có tố chất tâm lý cực kỳ mạnh, nhưng ở trong hoàn cảnh như vậy cũng cảm giác được áp lực tinh thần rất lớn, gần như sụp đổ, trán toát mồ hôi, trong lòng run rẩy. Khi này lại có cảm giác vai trái có điều bất thường, Diệp Thiếu Dương đột nhiên quay đầu thấy một bàn tay đặt ở trên vai mình. Ở trên vai là một cái đầu xõa tóc đang nhìn hắn, khuôn mặt trắng nõn, trơn bóng. Trên mặt chỉ có một cái miệng đang há ra cực lớn, lộ ra hai hàng răng nhọn màu đen đang cắn xuống cổ của hắn. Chương 251. Thêm một người. Thiên địa vô cực. Diệp Tiếu Dương tay trái bắt quyết vỗ một chưởng thẳng lên mặt của nữ quỷ. Nữ quỷ liền hóa thành một cỗ gợn sóng, là con rối nữ quỷ kia. Diệp Thiếu Dương còn chưa kịp nghĩ thông, vai phải thấy trầm xuống, quay đầu nhìn sang thì lại là nữ quỷ kia đang ngoác cái miệng rộng, vội vỗ một chưởng, quỷ ảnh vỡ tan, kết quả trước mặt lại hiện ra một con, hai con, ba con. Diệp Thiếu Dương dùng pháp quyết một hơi đánh tới, kết quả số lượng của nữ quỷ càng lúc càng nhiều. Trong lúc đó, tán cây huyết hòe kia cũng tản ra hai bên, bao vây hắn lại. Một cơn sóng vỗ tới, vô số cái đầu người như là trái rụng lìa cành, lắc lư bay về phía hắn. Trên mặt lộ ra các kiểu thống khổ, phát ra từng hồi gào rú thảm thiết. Ảo giác, những thứ này đều là ảo giác, chỉ có khôi lỗi nữ quỷ kia là thật. Đối mặt với tràng cảnh khủng khiếp, Diệp Thiếu Dương ngược lại tỉnh táo, rút từ sau thắt lưng ra thất tinh long tuyển kiếm, nhưng không lập tức tiến công mà khoanh chân ngồi xuống, cắm thanh bảo kiếm ở trước mặt, cắn chót lưỡi phun dòng ngụm máu lên mũi kiếm. Tức thì tử quang sáng rực khiến những quỷ ảnh kia không dám đến gần. Diệp Thiếu Dương nhắm mắt, trong lòng thầm niệm băng tâm chú, tâm như băng thanh, thiên pháp bất kinh, vạn biến do định, thần khí di tĩnh, trần cầu bất chiêm, tục dương bất nhiễm. Thông nhãn thiên mở ra, từ trong vô số quỷ ảnh tìm kiếm chân nhân của nữ quỷ. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn không có mù quáng tiến công. Hắn muốn chính là một kích tất trúng, giết chết chân thân của quỷ nữ kia.
Có vô số quỷ ảnh giống nhau như đúc lẩn quẩn trước thiên thông nhãn. Rốt cục hắn tìm được chân thân, hai mắt đột ngột mở to, rút ra thất tinh long tuyển kiếm nhắm về phía chân thân của nữ quỷ vỗ xuống. Một luồng tử quang như rồng quét sạch âm khí, chém nát toàn bộ ảo cảnh, rơi vào người của một cô gái tóc dài chấm vai. Diệp Thiếu Dương dương mắt lên nhìn, cây huyết hòe vẫn ở chỗ cũ, trên cành không còn những đầu lâu đáng sợ, nhưng có những máu đỏ thẫm từ trên tán cây không ngừng nhỏ xuống. Phía dưới cây là một cô gái đang nằm sấp, tóc dài bồng bềnh, mặc áo sơ mi trắng, quần jean và giày thể thao. Diệp Thiếu Dương lập tức đi tới, ngồi xổm xuống xem rồi giật mình. Đây không phải là con quỷ mà là người. Nhìn cách ăn mặc của nàng, Diệp Thiếu Dương đinh ninh nàng chính là chị họ của Đàm Tiểu Tuệ. Đương nhiên nàng đã chết. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm ôm nàng lên, vốn muốn định nhìn diện mạo của nàng một chút, nhưng quay đầu liếc qua cây huyết hòe lại cảm thấy tranh thủ thời gian rời khỏi chỗ này vẫn hay hơn, để tránh việc lại xuất hiện thêm quỷ yêu. Vì vậy ôm lấy nữ thi bơi lên. Chỗ phía trên có ánh sáng rọi xuống, đương nhiên là miệng giếng. Diệp Thiếu Dương một hơi bơi lên khỏi mặt nước. Tiểu Mã cùng Lão Quách vẫn một mực chờ đợi ở cạnh miệng giếng. Thấy hắn thò đầu ra thì lập tức kéo lên. Tiểu Mã mới đầu chứng kiến nữ thi thì hơi sừng sốt một chút. Đợi nhìn kỹ quần áo mặc trên người nàng, lên cả kinh. Tiểu Diệp Tử, sao cậu lại ôm nữ quỷ lên đây? Đây không phải nữ quỷ, mà là thi thể. Không thể nào, thi thể trong nước lâu như vậy mà vẫn còn chưa sình thối à? Diệp Thiếu Dương đặt nữ thi nằm sấp xuống đất, ngồi một bên thở dốc vài hơi. Đây là một cỗ khôi lỗi quỷ thi, hồn phách một mực bị phong ấn ở trong người, cho nên thi thể không thối rữa. Vừa rồi hồn phách đã bị tôi tiêu diệt, hiện tại chỉ là một cỗ thi thể thôi. Tiểu Mã nhìn bóng lưng của thi thể, gãi đầu. Cô này 80% là chị họ của Tiểu Tuệ rồi. Tôi cũng đoán như vậy. Cô ấy tìm lâu như vậy không ra, kết quả là tụi mình tìm được. Cô ấy mà biết thì nhất định rất vui. Không đúng, chứng kiến thi thể của người thân thì phải đau buồn chứ. Để tôi đến xem mặt mũi như nào, có xinh như là Tiểu Tuệ không. Tiểu Mã bước tới lật thi thể lại, duỗi tay gạt mái tóc dài trước mặt, nhìn thoáng qua rồi đột nhiên bất động. Này, sao vậy? Diệp Thiếu Dương hỏi. Thì chắc là đẹp quá, Tiểu Mã bị kích thích rồi. Lão Quách nói đùa một câu, đi đến nhìn gần khuôn mặt của nữ thi. Vài giây sau thì mặt cũng dại ra, cơ thể trên má bên phải giật mạnh một cái. Chuyện gì? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nữ thi kia có xinh đẹp cỡ nào cũng không thể khiến cho Lão Quách ngẩn ra như vậy. Diệp Thiếu Dương đứng ngồi không yên, vội vàng đứng dậy đi qua, cúi người xem xét. Phản ứng đầu tiên là quả thực là rất đẹp. Phản ứng thứ hai là có chút quen. Vài giây sau, hắn cảm thấy trong đầu nổ đùng một tiếng, ngồi xuống ôm lấy đầu của nữ thi, thò hai tay vuốt mặt của nàng, không thấy có dấu hiệu của dịch dung. Tiểu Mã lúc này cũng hồi phục lại tinh thần, giọng run rẩy. Có phải là chị em vóc dáng giống nhau hay không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Chị em họ, chứ đâu phải chị em sinh đôi. Như thế nào lại... Tiểu Mã cơ hồ muốn khóc lên. Vậy Tiểu Thuệ, sao lại chết? Cô ấy đến đây lúc nào? Khuôn mặt của nữ thi trên mặt đất giống hệt như Đàm Tiểu Tuệ. Lão Quách cũng ngã ngồi dưới đất, lòng mồ hôi lạnh ở trên trán, lẩm bẩm. Quái lạ, đây là chuyện gì? Từng chuyện khó hiểu xoay quanh Đàm Tiểu Tuệ gần đây đồng loạt tái hiện trước mặt của Diệp Thiếu Dương. Hắn nghĩ đi nghĩ lại vài lần, đột nhiên hiểu ra, vụt đứng dậy nói. Mau đi theo tôi. Tiểu Mã và Lão Quách cùng lúc hỏi. Đi đâu? 38 dặm hướng đông bắc, chỗ phụ cận của Cửu Tinh cùng Nguyệt. Diệp Thiếu Dương nhìn thi thể của Đàm Tiểu Tuệ đang nằm trên mặt đất, mang cô ấy theo. Tiểu Mã cõng thi thể, ba người mau chóng xuyên qua vườn hoa anh đào. Lúc này không cần leo tường, trực tiếp từ cửa hàng rào đang mở rộng đi ra ngoài. Dám nhìn thấy đám bảo an đại khái đã được Mã Thừa căn dặn, ở một bên ngả mũ tiễn bọn họ. Sau khi lên xe, Lão Quách mở GPS, nhập địa chỉ xong liền lái xe vọt đi. Vào lúc này, Chủ Tĩnh Như gọi cho Diệp Thiếu Dương hỏi thăm mọi việc. Diệp Thiếu Dương nói sơ sơ cho nàng nghe, một chút là sẽ về tới. Chủ Tĩnh Như nghe xong yên lòng hỏi, Mã Thừa không có làm khó anh chứ? Không có. Vậy thì tốt rồi, bọn em ở nhà khách, anh về tới rồi nói. Chủ Tĩnh Như định cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương vội vàng nói, chờ đã, bên cạnh em ngoại trừ em còn ai nữa không? Tất cả mọi người đều ở đây, tạ cảnh sát cũng tới rồi.
Diệp Thiếu Dương nhìn qua kính chiếu hậu, thoáng nhìn Đàm Tiểu Tuệ mà Tiểu Mã đang ôm ở trên ghế, trầm giọng: "Vậy còn Tiểu Tuệ?" "Tiểu Tuệ tỷ à, chị ấy ở đây nãy giờ rồi, làm sao vậy?" Chủ Tĩnh Như kinh ngạc: "Anh có chuyện gì muốn nói với chị ấy à?" "Không có việc gì đâu, chút nữa anh sẽ đến tìm bọn em." Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, hiện tại một chút hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. "Thế nào, Tiểu Tuệ đang ở nhà khách à?" Lão Quách quay đầu lại hỏi. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Tiểu Mã nhìn chằm chằm thi thể của Đàm Tiểu Tuệ mà mình đang ôm trong tay, như thế nào cũng không thể tin được cái chuyện đang xảy ra trước mắt nữa. Chương 252. Đàm Tiểu Tuệ là ai? "Tiểu Diệp Tử, đây rốt cuộc là ai? Nếu như đây là Tiểu Tuệ, vậy người ở chung với chúng ta trước giờ là ai? Nếu không phải thì làm sao lại giống nhau như vậy?" Diệp Thiếu Dương không trả lời, hắn nhìn về phía phụ trận phía trước, hắn không muốn suy đoán bừa bãi. Đột nhiên cánh tay của hắn bị Tiểu Mã dùng sức nắm chặt, ngoảnh đầu lại, hắn thấy Tiểu Mã đang nhìn mình với vẻ mặt ngưng trọng. "Có một chuyện mà tôi vẫn không nói với cậu, chính là lúc chém giết Huyết Cổ Thi Vương, Tiểu Tuệ đứng ở sau lưng cậu, khi cô ấy bắn tơ tằm vào Thi Vương." Diệp Thiếu Dương có chút kinh ngạc, hắn đột nhiên nhớ tới chuyện này. Đàm Tiểu Tuệ không cho mình quay đầu lại nhìn. "Lúc ấy tôi nhìn thấy những sợi tơ tằm đó đều phun ra từ miệng của cô ấy. Sau đó cô ấy nói với tôi băng tằm ở trong miệng của cô ấy. Tôi cũng không cảm thấy có gì lạ, nhưng cô ấy còn dặn tôi là không được nói cho cậu biết, nên tôi thấy có chút kỳ lạ thôi." Diệp Thiếu Dương giật mình, hắn tức giận: "Cho nên lúc tôi hỏi cậu, cậu mới không nói với tôi?" Tiểu Mã gật đầu có vẻ rất vô tội: "Thì người ta đã cố ý dặn dò tôi rồi, tôi cũng khó xử mà. Hơn nữa tôi thấy đây là chuyện nhỏ mà thôi, không hề ảnh hưởng đến bất kỳ chuyện gì." Diệp Thiếu Dương cười khổ: "Chuyện này quả thực là chuyện nhỏ, nhưng nếu như lúc đó mình biết chuyện, nói không chừng đã sớm đoán ra chân tướng." Đúng lúc này, tiếng nhắc nhở của thiết bị chỉ đường vang lên. Cách mục tiêu khoảng một cây số nữa, lão Quách nhìn con đường phía trước rồi lên tiếng: "Con đường phía trước không dễ đi đâu, chỉ còn vài trăm mét nữa là đến nơi rồi, chúng ta xuống đi bộ." Ngay sau đó, Diệp Thiếu Dương để thi thể của Đàm Tiểu Tuệ ở trong xe, ba người đi xuống. Diệp Thiếu Dương nhìn xung quanh, phát hiện ra mình đang đứng giữa sườn đồi, xung quanh đều thấp thoáng bóng nối. Hắn khẳng định là mình không có tìm sai địa điểm, phụ trận chắc chắn ở nơi cao, hơn nữa nhất định là ở nơi có ít người lui tới. Diệp Thiếu Dương lấy ra âm dương bàn, hắn căn cứ theo chỉ dẫn của âm dương bàn đi về gần nơi có âm khí dày đặc. Ngọn nguồn của âm khí nhất định là vị trí của phụ trận. Lúc gần đến đỉnh đồi, Diệp Thiếu Dương nhìn quanh bốn phía rồi đột nhiên nhíu mày lại: "Dường như tôi đã đến nơi này rồi." Lão Quách cũng nói: "Có lẽ vậy, nơi này cách Lục Địa Sơn Trang cũng không xa mà." "Cách Lục Địa Sơn Trang không xa?" Diệp Thiếu Dương đột nhiên tỉnh ngộ, hắn lấy ra âm dương bàn chạy một mạch lên đỉnh đồi, dựa theo trí nhớ tìm thấy một gốc cây khô đổ rạp trên mặt đất. Gốc cây bị chém thành hai đoạn, sớm đã chết khô từ lâu. Lá cây đều bị rụng hết, trên mặt đất còn sót lại một vài mảnh gỗ vụn. Ở phía trước cách cây khô không xa còn có một tảng đá. Diệp Thiếu Dương cúi đầu yên lặng quan sát tất cả rồi lẩm bẩm: "Quả nhiên chính là nơi này." Thoáng trầm ngâm giây lát, hắn chỉ gốc cây rồi nói với hai người bọn Tiểu Mã: "Gốc cây này vốn là một gốc thụ yêu, đã bị tôi giết chết. Ngày đó tôi giao chiến với một đám địa thi ở đây, cũng chính ở nơi này tôi đã cứu được Đàm Tiểu Tuệ." "Tôi đã nghe cậu nói qua chuyện này rồi, nhưng cậu đưa bọn tôi tới đây làm gì?" Tiểu Mã buồn bực hỏi. "Đây chính là phụ trận của quỷ trận thứ năm." "Nơi này sao?" Lão Quách vẽ một tấm thí oán phù rồi dán lên thân cây. Tấm phù vàng lập tức bốc cháy, toát ra một đám khói đen nhàn nhạt. Lão Quách bực mình: "Âm khí không nhiều, không giống là quỷ trận. Trận pháp nơi này sớm đã bị phá rồi, hoặc có lẽ ngay từ đầu đã không thành công." Diệp Thiếu Dương chỉ vào gốc cây khô kia rồi nói tiếp: "Thụ yêu này với chủ trận là Huyết Hòe, hai bọn chúng vốn là một đôi âm, một dương, một là đế tinh, một là tướng tinh. Chỉ đáng tiếc trận pháp bị phá nên không thể nối liền với nhau, nếu không có lẽ thất bà đã sớm hiện thân rồi." Lão Quách cũng hiểu đôi chút về trận pháp, y suy nghĩ một lát rồi nói: "Không thể nào, nếu như nơi này là vị trí phụ trận của Cửu Tinh Củng Nguyệt, cũng sẽ giống như bốn quỷ trận kia,
chắc chắn phải có một tên âm sinh tri quỷ. Nhưng mà có gì đâu. Diệp Thiếu Dương cười khổ. Sư huynh, để nói nhiều như vậy rồi mà huynh không hiểu à? Đàm Tiểu Tuệ chính là tướng tinh của nơi này, cũng chính là một trong ngũ quỷ của ngũ quỷ Bản Sơn Trận. Hắn vừa dứt lời, Tiểu Mã và Lão Quách ngơ ngác. Tiểu Mã lẩm bẩm, cậu nói là Đàm Tiểu Tuệ trong xe á? Không phải là cô ấy, mà là người được tôi cứu, vẫn luôn ở cùng với chúng ta. Hai người này đều là Đàm Tiểu Tuệ. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Ngồi ở trong xe mới thực sự là Đàm Tiểu Tuệ. Tiểu Mã chấn kinh, hỏi bằng giọng run rẩy. Vậy người ở chung với chúng ta là ai? Tôi vừa mới nói, cô ấy chính là một trong ngũ quỷ. Tiểu Mã vội vàng lắc đầu. Không, Tiểu Diệp Tử, cậu nói gì tôi cũng không tin. Chỉ duy nhất chuyện này tôi không tin đâu. Đàm Tiểu Tuệ vẫn luôn ở cạnh chúng ta, cô ấy giúp đỡ chúng ta nhiều, lại còn cứu cậu. Nếu như cô ấy thực sự là quỷ, vậy chẳng phải là cùng một phe với Thất Bà à? Cô ấy có rất nhiều cơ hội để hại chúng ta như vậy, nhưng vì sao không ra tay? Đây cũng chính là chỗ khiến tôi khó hiểu nhất đấy. Diệp Thiếu Dương thở dài. Đi thôi, chúng ta quay về hỏi thẳng. Ba người vội vã lái xe quay lại. Lão Quách lái xe thật nhanh về phía thành phố. Ba người, mỗi người đều mang một tâm sự riêng, tất cả đều yên lặng không nói gì. Lúc sắp về đến thành phố, Tiểu Mã cuối cùng mở miệng hỏi Diệp Thiếu Dương. Nếu như Tiểu Tuệ vẫn ở cùng chúng ta là quỷ, cậu sẽ giết cô ấy chứ? Điều này còn phải hỏi à? Nếu như cô ấy có nỗi khổ riêng, hoặc là bị Thất Bà uy hiếp gì đó thì sao? Cậu không thể tha cho cô ấy được à? Diệp Thiếu Dương không trả lời. Hắn không biết phải trả lời vấn đề này ra sao. Trở về khách sạn, Diệp Thiếu Dương để hai người Tiểu Mã và Lão Quách chờ trong xe. Hắn tự mình lên lầu rồi đi đến trước căn phòng mà Chu Tĩnh Như đã thuê, sau đó ấn chuông mở cửa. Chu Tĩnh Như đi ra mở cửa, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, lập tức ánh mắt sáng lên. Thiếu Dương ca, đã trở về rồi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, bước vào, nhìn thấy ba người đang ngồi trên sofa, bao gồm có Tạ Vũ Tình, Đặng Vĩnh Thanh và Đàm Tiểu Tuệ. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Đàm Tiểu Tuệ nửa ngày không nói. Đàm Tiểu Tuệ bị hắn nhìn có chút xấu hổ, nàng khẽ cúi đầu. Thiếu Dương ca, anh nhìn em như vậy làm gì? Anh có tìm được manh mối gì không? Bọn anh đã tìm được. Manh mối vô cùng quan trọng. Manh mối gì vậy? Nhìn ánh mắt long lanh của nàng, trong lòng Diệp Thiếu Dương có một cảm giác không nói thành lời. Thậm chí hắn có chút do dự, nhưng cuối cùng hắn vẫn lấy hết dũng khí nói với nàng. Anh đã phát hiện một cỗ thi thể, dường như là chị họ của em. Anh đưa thi thể đó về rồi, em có muốn xác nhận lại không? Sắc mặt của Đàm Tiểu Tuệ lập tức thay đổi. Chị họ của em? Đúng vậy, ở bên trong cái giếng đó. Lúc này Đàm Tiểu Tuệ mặt có chút tái nhợt, nhưng không hề có bất kỳ biểu cảm gì. Thi thể đâu? Đưa vào trong đi. Tạ Vũ Tình thúc giục, nàng không hề biết xảy ra chuyện gì. Diệp Thiếu Dương mở cửa, Tiểu Mã bước vào. Trên vai Tiểu Mã đang vác một cỗ thi thể, sau đó đặt thi thể xuống ghế sofa. Khuôn mặt của thi thể quay lưng vào ghế sofa nên không nhìn rõ. Trong nháy mắt khi nhìn thấy thi thể, khuôn mặt của Đàm Tiểu Tuệ giống như tro tàn. Ngay sau đó nàng đặt mông ngồi phịch xuống ghế. Diệp Thiếu Dương đi tới trước sofa rồi lật khuôn mặt thi thể lên, quay lại hỏi Đàm Tiểu Tuệ. Em tới đây xem, có phải là chị họ của em không? Chương 253, Đàm Tiểu Tuệ là ai? Phần 2. Đàm Tiểu Tuệ vẫn ngồi im không nói gì cả. Ngược lại, mấy người bọn Chu Tĩnh Như cảm thấy tò mò nên bước lên nhìn. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của thi thể thì tất cả đều ngây ngốc. Tạ Vũ Tình nhìn thi thể rồi nhìn sang Đàm Tiểu Tuệ, sợ đến mức thiếu chút nữa thì đứng không có vững. Trời ạ, tại sao lại giống nhau như đúc vậy trời? Đàm Tiểu Tuệ nói bằng giọng yếu ớt. Mọi người, không cần phải so sánh nữa. Cô ấy mới thực sự là Đàm Tiểu Tuệ. Nàng vừa dứt lời, mấy người Chu Tĩnh Như lập tức ngẩn ra. Diệp Thiếu Dương mỉm cười rồi hỏi nàng, vậy cô là ai? Đàm Tiểu Tuệ bước đến ôm lấy thi thể, dựa vào người mình rồi khóc như mưa, sau đó khẽ nói, để chị phải chịu khổ rồi. Một lúc sau, nàng nhẹ nhàng đặt thi thể xuống ở bên cạnh, ngẩng đầu, dùng ánh mắt trầm tĩnh nhìn Diệp Thiếu Dương rồi cười thản nhiên. Với sự thông minh của anh, thực ra đã đoán ra thân phận của tôi rồi đúng không? Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi. Tôi biết,
cô chính là con quỷ thứ 5 của ngũ quỷ bàn sơn trận. Cái gì? Chu Tĩnh Như và Tạ Vũ Tình đồng thanh kêu lên. Đặng Vĩnh Thanh cũng chấn kinh, trừng mắt nhìn Đàm Tiểu Tuệ. Điều này là không thể nào. Tạ Vũ Tình đứng dậy, nàng nhìn Diệp Thiếu Dương rồi nói: Người không phải đã từng nói rằng ngũ quỷ nhất định là 5 tên âm sinh chi quỷ hay sao? Cô ấy cứ coi như cô ấy là hồn phách của Đàm Tiểu Tuệ thì cũng không đạt yêu cầu. Không phải là hồn phách của Đàm Tiểu Tuệ. Đàm Tiểu Tuệ này nói tiếp: Tôi là băng tầm. Hai chữ băng tầm vừa thoát ra khỏi miệng nàng, ngoại trừ Diệp Thiếu Dương, tất cả mọi người dường như là hóa đá. Băng tầm, cổ trùng trí cường của thế gian, được Đàm Tiểu Tuệ nuôi dưỡng, chính là băng tầm Bắc Cực. Vậy mà nàng lại có thể là yêu quái. Đàm Tiểu Tuệ quay đầu nhìn lại thi thể đang nằm trên ghế, khóe mắt nhỏ lệ. Cô ấy mới là chủ nhân của tôi, là đích thực Đàm Tiểu Tuệ. Diệp Thiếu Dương lặng lẽ nhìn nàng, tất cả mọi người cũng đều không nói gì mà lặng lẽ nhìn. Mọi người đều biết nàng sắp nói ra tất cả, cho nên yên lặng chờ đợi. Đàm Tiểu Tuệ băng tầm yếu ớt thở dài, sau đó cúi đầu xuống xòe hai bàn tay, nhìn 10 ngón tay của mình. Tôi thật sự rất thích cảm giác có được đôi bàn tay này. Mọi người sửng sốt nhưng lập tức hiểu được, nàng chỉ là một con đăng băng tầm, mà tầm thì không có tay. Tôi là băng tầm, là thủ hộ linh có trách nhiệm bảo vệ gia tộc Đại Vô Tiên. Đồng thời tôi cũng là yêu. Đàm Tiểu Tuệ là chủ nhân của tôi. Những chuyện tôi nói với mọi người trước đó đều là thật. Chỉ có điều nhân vật chính không phải là tôi, mà là Đàm Tiểu Tuệ thật sự. Cô ấy đến Thạch Thành vừa học vừa tìm kiếm kim soái, nhưng cuối cùng lại mắc mưu của y, trong khi đấu pháp bị y giết chết. Nói đến đây nàng cười thản nhiên. Trước đó tôi có nói chị họ thực ra chính là Tiểu Tuệ. Lúc gần bị giết, cô ấy dùng sức lực cuối cùng để cuốn lấy tủy quỷ bộc, cho tôi cơ hội chạy trốn. Cô ấy không hề muốn tôi báo thù cho cô ấy. Lời cuối cùng cô ấy nói với tôi là thay cô ấy sống tiếp. Nói xong, nước mắt của nàng không ngừng tuôn rơi. Chu Tĩnh Như mở gói khăn giấy, ngồi xuống bên cạnh nàng, lặng lẽ lau nước mắt cho nàng. Đàm Tiểu Tuệ có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Chu Tĩnh Như. Tôi là yêu quái, cô không sợ sao? Chu Tĩnh Như đưa tay ra gạt mái tóc dài bị nước mắt dính lên mặt của nàng, rồi cười nói: Trong mắt tôi, cô là Đàm Tiểu Tuệ. Đàm Tiểu Tuệ chăm chú nhìn nàng, trong mắt toát lên niềm cảm kích, sau đó gật đầu nói tiếp: Đáng tiếc, tôi không thoát khỏi sự truy sát của quỷ bộc. Tôi đã bị nó và kim soái hợp lực bắt được, nhưng mà bọn chúng không giết tôi. Kim soái đề xuất dùng thân thể của tôi làm quỷ định trận, cho nên bọn chúng nhốt tôi trong cơ thể của thụ yêu. Chúng biết tôi không thể trốn ra, nhưng chúng cũng không ngờ rằng tôi dùng tơ tằm liên kết với linh hồn của thụ yêu, tạo thành một kết giới mà bọn chúng cũng không phá được, khiến cho kế hoạch của bọn chúng không cách nào thực hiện. Tướng tình của phụ trận coi như bị phế. Ban đầu chúng chôn hài cốt của tổ tiên Mã Thừa trong trận pháp, chẳng qua chỉ là làm ra cho Mã Thừa xem. Cuối cùng bởi vì tôi khiến cho phụ trận bị hủy, chúng mới nghĩ ra một biện pháp. Chúng chuyển hài cốt tới khôn vị của trận nhãn, dẫn tà linh đại khí vào quỷ trận để luyện chế nhục thi. Một khi nhục thi thành hình, âm khí đại tụ, thất cô cũng không cần để ý đến ngũ hành, mà sẽ đem yêu hồn của bản thân độ hóa lên trên người. Nói đến đây nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Anh là pháp sư, đạo lý vận hành âm khí trong đó hẳn anh còn rõ hơn so với tôi. Tôi cũng không cần giải thích nữa. Diệp Thiếu Dương gật đầu, hắn sớm đã đoán được tác dụng của nhục thi chính là như vậy. Trước đó hắn không giải thích cho mấy người Tiểu Mã, bởi vì hắn còn phải suy nghĩ về sự tồn tại của phụ trận. Hắn cảm thấy sự tồn tại của nhục thi chính là một sợi gân gà. Lúc này mới chợt bừng tỉnh, hóa ra là do phụ trận bị phá, kim soái mới nghĩ ra kế hoạch B. Nghĩ đến đây, hắn thậm chí có chút bái phục kim soái. Tên này không chỉ riêng cổ thuật mà y còn tinh thông cả trận pháp âm dương đến như vậy. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một điểm đáng ngờ, quay sang hỏi Đàm Tiểu Tuệ. Lúc đó cô bị phong ấn rồi, không thể nghe được. Vậy những chuyện sau đó làm sao mà cô biết? Gần đây tôi mới điều tra và phát hiện,
tôi có thân thể của yêu quỷ bộc và kim soái đã chết. Thất cổ vẫn ở bên trong phong ấn, không có điều gì có thể ngăn cản được tôi. Đàm Tiểu Tuệ có chút buồn bã nhìn hắn. Tôi biết đại khái là như vậy, anh có điều gì không hiểu cứ hỏi, tôi không che giấu nữa. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Tuy rằng lúc trên đường trở về hắn đã đoán ra thân phận của nàng chính là Băng Tẩm Bắc Cực, nhưng khi thực sự nghe được nàng kể lại câu chuyện về bản thân, trong lòng hắn ngổn ngang trăm bề cảm xúc, không thể nói rõ đó là cảm giác gì, nhiều hơn chính là sự thương cảm dành cho nàng. Sâu chuỗi lại những gì nàng đã nói, Diệp Thiếu Dương nghĩ lại toàn bộ mọi sự việc một lượt, không những không còn nghi ngờ, rất nhiều chuyển biến trước đó hắn cảm thấy không thể giải thích thì bây giờ đã có đáp án. Ví dụ như lúc đó mình vẫn nghi ngờ tại sao Đàm Tiểu Tuệ từ Tứ Xuyên trở về chưa được mấy ngày liền tra ra rõ ràng tất cả những việc có liên quan đến kim soái, thì ra là nàng đã sớm biết được một vài manh mối, dựa vào đó nàng tiếp tục điều tra tất nhiên sẽ càng dễ dàng tiếp cận với chân tướng. Tôi có thắc mắc, lúc tôi vừa phát hiện ra cô đã có bộ dáng như bây giờ, đây là do cô tạm thời biến hóa thành hay là như thế nào? Đàm Tiểu Tuệ lắc đầu. Thần yêu của tôi chính là bộ dáng của Tiểu Tuệ. Chỉ cần không ở bên người cô ấy, tôi vẫn luôn dùng bộ dáng của cô ấy để xuất hiện. Bởi vì chân thân của tôi là một con tằm, không có thủ đoạn công kích nào cả. Nói xong, nàng cười với Diệp Thiếu Dương. Có phải rất ngạc nhiên không? Một con yêu tinh lại ẩn núp ngay dưới mí mắt của một thiên sư như anh lâu như vậy. Tôi đã sớm nhận thấy trên người cô có yêu khí, nhưng tôi luôn cho rằng đó là yêu khí phát ra từ băng tằm. Không ngờ tới bản thân cô lại chính là băng tằm. Diệp Thiếu Dương cười khổ, sau đó nói tiếp. Tuy nhiên tôi không hiểu, lúc tôi vừa mới cứu cô, tại sao cô không nói cho tôi biết sự thật luôn? Lúc đó tôi chưa xác định anh là người tốt hay xấu, cho nên liền giả mạo Tiểu Tuệ để lặng lẽ quan sát anh. Vậy sau đó, cô đã xác định được tôi là người tốt chứ? Vậy tại sao còn chưa nói thật với tôi, ngược lại còn tìm cách che giấu? Đàm Tiểu Tuệ nhìn chằm chằm một lúc, giọng của nàng có chút cô đơn. Anh thật sự không biết sao? Chương 254 Đàm Tiểu Tuệ là ai? Phần 3. Tôi thật sự không biết. Diệp Thiếu Dương gãi đầu. Đàm Tiểu Tuệ thở dài, thong thả. Sớm muộn gì anh cũng biết thôi. Sớm muộn sẽ biết. Vậy cô ấy tại sao lại nói như vậy? Không đợi Diệp Thiếu Dương hỏi, Đàm Tiểu Tuệ hỏi lại hắn. Tôi cũng có một vấn đề muốn hỏi anh. Trước khi anh vào đây đã biết rõ thân phận của tôi, vì sao không lập tức ra tay bắt tôi lại rồi thẩm vấn? Thì tại sao phải làm như vậy? Diệp Thiếu Dương tỏ vẻ khó hiểu. Tôi chỉ không biết là tại sao cô phải che giấu thân phận, chứ chưa từng nghĩ rằng cô lại làm vậy để hại tôi. Chủ Tĩnh Như cầm lấy tay cô. Thật đúng là như vậy mà. Cô đã giúp Thiếu Dương ca không chỉ một lần, thậm chí còn cứu mạng của hắn. Mặc kệ cô là người hay là yêu, chúng tôi coi cô là bằng hữu. Ở trong mắt chúng tôi, cô chính là Tiểu Tuệ. Đàm Tiểu Tuệ nhìn nàng, lại nhìn tất cả mọi người bên cạnh, gật đầu. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở bên người của Diệp Thiếu Dương. Cảm ơn mọi người. Dù sao tôi cũng vẫn là yêu quái. Anh sẽ bắt tôi chứ? Diệp Thiếu Dương cúi đầu ngầm thở dài. Chuyện này nếu như cô không đề cập tới, hắn cũng giả bộ hồ đồ cho qua chuyện. Dù sao ở cùng nhau đã lâu như vậy, lại cùng sát cánh chiến đấu, hắn đã sớm coi cô như là một bằng hữu. Hơn nữa cô cũng có ân cứu mình. Nhưng với tư cách một thiên sư đạo môn chuyên hàng yêu trừ ma thì việc không bắt yêu là việc không hợp đạo lý một chút nào. Thiếu Dương ca, anh không cần khó xử đâu. Hiện tại anh đã biết rõ tất cả. Động phủ của Thất Bà nằm ngay trong cây huyết hòe. Chúng ta dụ nó ra, sau đó cùng nó quyết đấu. Tôi sẽ giúp anh. Sau khi mọi việc chấm dứt, tôi sẽ tự mình trở lại quỷ vực để anh không phải khó xử nữa. Diệp Thiếu Dương nghe cô nói vậy thở dài, nhưng nghĩ đến cây huyết hòe thì lại nhíu mày trầm ngâm. Cây huyết hòe kia cũng được tên quỷ sai đưa tới từ quỷ vực sao? Tôi không rõ, nhưng ngoại trừ tên quỷ sai kia thì không ai có thể đưa huyết hòe từ quỷ vực tới được. Kim soái cũng không có khả năng này. Diệp Thiếu Dương gật đầu, lại nghĩ đến ảo giác đầu người được treo trên cây huyết hòe. Cây huyết hòe này lai lịch bất phàm, chết bởi nó cũng không phải là ít, cỡ cũng phải vài trăm người. Mọi người nghe đến số lượng người chết thì kinh ngạc. Tiểu Mã lẩm bẩm. Vài trăm người, đây là khái niệm gì? Chẳng lẽ nó cũng là lão yêu tu nguyện ngàn năm mà? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Tôi nhớ trước đó đã phát hiện ra cái huyết hòe này bị người ta rút đi linh khí,
trở thành một con rối bán yêu. Nói đơn giản là bị người ta khác luyện hóa thành một công cụ sát nhân còn sống. Dù tu vi có khôi phục trở lại, nhưng không ai điều khiển thì cũng sẽ không chủ động công kích. Bằng không tôi đã không thể trở về được. Tạ Vũ Tình xen vào một câu: chủ nhân điều khiển nó là Thất Bà Bà sao? Khẳng định là không phải. Huyết hoè này tồn tại đã ngàn năm, chủ nhân thật sự sẽ có lẽ không còn nữa. Quỷ phó của Thất Bà Bà đưa nó tới trận pháp cũng chỉ để tập trung oán khí của Cửu Hào thôi. Tuy nó không chủ động công kích nhưng lại có yêu lực rất mạnh. Hiện tại đến tôi cũng không dám mở ra động phủ bên trong nó. Xem ra chỉ còn cách dùng thần phù. Chỉ là dùng thần phù lại quá hao phí pháp lực, đến lúc đó lại không có biện pháp chiến đấu cùng Thất Bà. Đàm Tiểu Tuệ lập tức nói: không cần anh phiền toái như vậy. Chẳng lẽ anh quên động phủ của Thất Bà và Kim Soái dùng máu của mình kết thành phong ấn? Lúc tôi luyện chế giải dược của anh cũng có lưu lại một chút máu của hắn. Có nó, tôi khác có cách mở ra động phủ của Thất Bà. Diệp Thiếu Dương nghe xong trong lòng mừng rỡ: vậy làm phiền Tiểu Tuệ muội tử. Đàm Tiểu Tuệ có chút ngoài ý muốn nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương lại nói: trong mắt tôi, cô chính là Đàm Tiểu Tuệ. Tiểu Tuệ ánh mắt chớp động, khẽ gật đầu: tôi đi trước, chuẩn bị một chút, thuận tiện đi mai táng thi thể của chủ nhân. Trước khi lên đường, anh cứ nói cho tôi một tiếng là được. Đàm Tiểu Tuệ nói xong, ôm thi thể của Đàm Tiểu Tuệ chủ nhân đi ra khỏi phòng. Sau khi cô rời khỏi, mọi người im lặng nhìn nhau không biết nói gì cho phải. Cuối cùng Tạ Vũ Tình lên tiếng: tôi vẫn có chút không rõ. Dù nàng là yêu, thế nhưng ngũ quỷ bàn sơn trận đều phải dùng quỷ trấn, mà các người cũng bắt buộc phải là âm sanh quỷ. Cho nên ngoài Thất Bà ạ, Băng Tầm Cực Bắc vốn là yêu từ quỷ vực, bởi tổ tiên của gia tộc Đại Vu Tiên đưa đến nhân gian. Tôi nói âm sinh quỷ mà là nói ở trong phạm vi lớn, kể cả âm sinh yêu cùng tà linh. Như là Hà Cơ trước đây thì chính là một tà linh chứ còn gì. Diệp Thiếu Dương giải thích: vậy sao cô ấy có thể di chuyển thi triển vu thuật được? Cũng rất là bình thường thôi. Cô ấy là yêu, chỉ cần đạt đến cảnh giới nhất định là có thể bắt chước hết thảy hành động của nhân loại. Cô ấy cùng Đàm Tiểu Tuệ lớn lên, mưa dầm thấm lâu. Nhiều năm như vậy, Đàm Tiểu Tuệ có thể sử dụng vu thuật thì cô ấy cũng làm được. Tạ Vũ Tình giật mình: nói như vậy, cô ấy có thể bắt chước Đàm Tiểu Tuệ giống như vậy là vì ở cùng một người quá lâu sao? Chủ Tĩnh Như cũng nhíu chặt lông mày: thật không nghĩ tới chuyện sẽ như thế này. Thiếu Dương ca, đợi chuyện này chấm dứt, anh có thể cho cô ấy lưu lại nhân gian không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu: cô ấy đến từ quỷ vực, vốn không nên xuất hiện ở nhân gian. Hiện tại chủ nhân đã chết thì càng không có lý do gì lưu lại nhân gian cả. Đây là thiên địa đại đạo, không phải do tôi định đoạt, tôi cũng không có cách nào thay đổi. Chủ Tĩnh Như còn muốn níu kéo nhưng Diệp Thiếu Dương khoát tay áo: đừng nói chuyện này nữa. Bước tiếp theo phải cùng với Thất Bà quyết đấu. Cô ấy cần chuẩn bị, tôi cũng vậy. Cứ để tôi suy nghĩ cách giải quyết một chút. Nói xong ngồi xuống ghế salon nhíu mày trầm tư. Chủ Tĩnh Như rất hiểu lòng người, rót một chén trà đưa tới trước mặt hắn. Diệp Thiếu Dương nhìn chén trà, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Đúng rồi, là Vong Xuyên Thủy. Quay đầu nhìn lão Quách: thầy đệ đi âm giới một chuyến, đệ bày ra trận cần 8 lượng Vong Xuyên Thủy, 3 lượng sinh tử thảo. Lão Quách nhíu mày: thế tại sao đệ không đi? Đệ muốn đi nghĩa trang Hoa Anh Đào bày trận, chuyển cửu tinh lãm nguyệt cách thành cục thành cửu tinh sát trận để đối phó Thất Bà Bà. Bằng không chỉ có dùng tu vi quyết đấu, để sợ mình không phải là đối thủ. Cửu tinh sát trận, lợi dụng linh lực của Hoa Anh Đào để đối phó với Thất Bà, điều này có thể thực hiện được. Lão Quách chậm rãi gật đầu rồi lại khó xử nói: nhưng mà bài vị của huynh đi âm giới thu ít đồ thì dễ nói, nhưng kiếm Vong Xuyên Thủy cùng sinh tử thảo huynh sợ là không dễ mà nói với người âm. Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy thế, vì vậy lấy ra một tờ linh phù, dùng chu sa viết vài chữ rồi giao cho Lão Quách. Lão Quách tiếp nhận cất kỹ. Thế là xong, có phù sai của sư đệ thì phán quan cũng phải nể tình. Tạ Vũ Tình hiếu kỳ hỏi: cái gì là Vong Xuyên Thủy? Chính là dưới cầu Nại Hà bắc qua vông sông Vong Xuyên. Ta còn tưởng là Vong Tình Thủy các loại, còn định uống một ly. Tiểu Mã vỗ vỗ vai của Lão Quách: được đó, đại ca, đại cao thủ lừa đảo, với pháp lực của huynh đi âm phủ lăn lộn thì tốt rồi,
tuyệt đối đừng mở cửa trở lại. Chương 255: Chân thân Kim Thiền. Lão Quách cũng không có tâm tình gì nghe hắn nói đùa, trừng mắt nhìn tên mập với vẻ bực tức, rồi quay đầu nói với Diệp Thiếu Dương: đi âm phủ là chuyện nhỏ, huynh trả về chuẩn bị một chút rồi đi ngay. Huynh chờ một chút đã, trước khi đi giúp đệ chuẩn bị một chút đồ. Diệp Thiếu Dương nói xong lấy quyển sách nhỏ viết những đồ vật mình cần bày trận, xé tờ giấy vừa viết đưa cho Lão Quách. Lão Quách nhìn thoáng qua, con mắt lập tức trợn tròn. Nhiều đồ như vậy giá cũng phải hơn 10 vạn, cái này tính cho ai? Tính cho tôi đi. Chủ Tĩnh Như nhanh nhẩu trả lời, nhìn Diệp Thiếu Dương: chuyện này nói như thế nào cũng có quan hệ cùng Lục Địa Sơn Trang, coi như là tôi mời mấy người thực hiện, tiền này tôi trả. Thiếu Dương ca, huynh đừng từ chối. Được, vậy để em trả đi. Diệp Thiếu Dương gãi đầu nghĩ thầm, tôi cũng có không muốn mất 10 vạn là tiền đấy. Sau khi Lão Quách rời khỏi, những người còn lại nghĩ tới sự tình của Đàm Tiểu Tuệ, trong lòng thổn thức, không ai mở miệng. Đặng Vĩnh Thanh chắp tay trước ngực, niệm A-di-đà-phật. Đừng có giả bộ, cao tăng. Thế đã tỉnh rượu chưa? Cả Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã trách móc, Đặng Vĩnh Thanh nhất thời tỏ vẻ xấu hổ, vừa định giải thích, nhưng Diệp Thiếu Dương đã khoát tay. Có một chuyện quan trọng mà tôi đã quên không hỏi anh. Chân thân của thất bà là yêu quái gì? Đặng Vĩnh Thanh ngạc nhiên. Tôi chưa nói qua à? Chân thân của thất bà là một con ve. Tằm á? Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên. Không thể nào, lại là một con tằm. Là con ve, hay còn gọi là ve sầu. Đặng Vĩnh Thanh nói, có một loại ve được gọi là thập nhị niên thiền. Trước khi lột xác, sống trong đất 12 năm. Sau khi lột xác chỉ sống được hơn 10 ngày liền chết. Thất bà là thập nhị niên thiền, sinh trưởng dưới một thân cây bên ngoài gian chùa Đại Hùng Bảo Điện, nghe đủ 12 năm Phật âm. Ve biểu thị cuộc sống bất diệt, được Phật gia gọi là Phật trùng, cho nên vốn có linh tính. Thất bà nghe đủ 12 năm Phật âm, khai ngộ thành yêu. Sau khi lột xác, trực tiếp trở thành yêu linh, rời chùa, đi đến thâm sơn tu luyện, cho đến khi gặp được tổ tiên của tôi. Xuất thân của thất bà cùng những chuyện đã trải qua từ chính miệng bà nói lại cho tổ tiên, sau đó truyền thừa qua các thế hệ. Thất bà lại là một con ve. Diệp Thiếu Dương cả kinh không nói lên lời, đột nhiên nhớ tới sự tình mà Tiểu Tuệ cùng với biểu tỷ và bạn đồng học bị tập kích tại miếu thất bà. Chuyện này đại khái đã xảy ra thật sự với Đàm Tiểu Tuệ. Bọn họ hẳn đã xông vào động phủ của thất bà, cho nên bị sát hại. Hình dung của Tiểu Tuệ lúc ấy đối với thất bà rất phù hợp với hình tượng một con ve. Nếu nói như vậy thì cô ấy cũng không có lừa gạt mình, chỉ là cô cũng không biết chân thân của thất bà lại là một con ve. Ve trùng thành yêu. Diệp Thiếu Dương nhíu mày trầm ngâm. Tôi cũng chưa từng đối phó qua. Nếu là Phật trùng, đoán chừng thực lực không dưới tứ linh. Tiểu Mã vừa nghe thấy danh từ mới lập tức tò mò. Cái gì là tứ linh? Diệp Thiếu Dương đang cân nhắc chính sự, đâu có thừa hơi để mà để ý đến hắn. Đặng Vĩnh Thanh lại còn nhiệt tình giải thích. Cáo, trồn, mèo, nhím là 4 loại động vật trời sinh có linh tính, dễ thành tinh nhất, cho nên được gọi là tứ linh. Giới pháp thuật gần đây có tứ thần, tứ tiên, tứ linh, tứ uyên thuyết pháp. Tiểu Mã nghe xong hào hứng, hai con mắt tỏa sáng. Mau mau, anh biết gì thì nói cho tôi cả đi. Diệp Thiếu Dương trợn mắt như mắc nghẹn ở trong lòng, lên bỏ đi ra khỏi phòng. Chu Tĩnh Như và Tạ Vũ Tình tuy cũng muốn nghe Đặng Vĩnh Thanh kể các sự tình kỳ bí, nhưng mà do sự một chút rồi vẫn ra khỏi phòng, hỏi Diệp Thiếu Dương kế hoạch tiếp theo. Tôi chẳng còn cần chuẩn bị đồ vật bày trận, độ 1-2 ngày. Vũ Tình tỷ, về trước, chờ tôi chuẩn bị xong sẽ gọi. Tiểu Như, em... Diệp Thiếu Dương gãi đầu, hy vọng trong mấy ngày này em có thể cùng với Tiểu Tuệ. Anh cũng không biết nói như thế nào cho tốt. Anh cảm thấy chỉ có em mới có thể hiểu được. Đối với nàng, chúng ta cũng có ý tốt. Em hiểu rồi. Chu Tĩnh Như nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Thiếu Dương miễn cưỡng cười đối với hai người, quay trở lại gian phòng. Hắn ném ba lô sang một bên, nằm trên giường, trong đầu đều là chuyện có quan hệ với sự tình của Tiểu Tuệ.
chân tướng này của hắn có thể tiếp nhận. Tiểu Tuệ đối với mình và mọi người đều là chân tình, mình có thể cảm nhận được, cũng không có chút hoài nghi. Chỉ là chuyện này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Hơn nữa, Diệp Thiếu Dương từ sâu trong lòng cảm thấy Tiểu Tuệ thật đáng thương. Nếu có thể lựa chọn mà nói, cô ấy nhất định muốn là một người bình thường, chứ không phải là yêu quái thần thông quảng đại. Đáng tiếc, có rất nhiều chuyện đã được định sẵn hư vô, không có nếu, cũng không có cơ hội làm lại từ đầu. Đâu phải là ai cũng hiểu được, sinh ra là người cũng là một loại may mắn. Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương thấy rất áp lực, một loại cảm giác vô lực không thể phản kháng. Trong lúc đó, hắn nghĩ đến điều gì, lấy khăn lau tay, lúc trước Tiểu Tuệ đưa. Khi trước cũng không chú ý đến cái khăn, hiện tại cẩn thận sờ kỹ, mới thấy mặt khăn mềm nhẵn dị thường, hơn nữa lại hết sức nhẹ nhàng. Trong lòng khẽ động, vội vàng bật đèn, đưa khăn tay tới dưới đèn cẩn thận quan sát. Trong giây lát, hắn giật mình, cái khăn này toàn bộ là dùng tơ tằm dệt thành. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không có khả năng dùng tơ tằm khác, cho nên cái khăn này chỉ có thể dùng tơ mà chính cô ta nhả ra dệt thành. Cái khăn này đã không thể dùng từ chân quý để mà hình dung, cô ấy đem một thứ như vậy đưa cho mình, ý là như thế nào? Diệp Thiếu Dương thỉnh thoảng cũng làm chuyện ngốc, nhưng không phải là ngốc thật. Hắn mơ hồ nghĩ đến một khả năng, tâm tình lại càng thêm buồn bực. Nằm ở trên giường một lúc, bèn lấy điện thoại di động bấm số của Nhụy Lãnh Ngọc. Hiện tại hắn rất muốn tìm người nghe phiền não của mình. Nhụy Lãnh Ngọc đương nhiên là một sự lựa chọn tốt nhất. Trong khi đó, ở bên cạnh, Đằng Vĩnh Thanh vẫn còn đang nói chuyện cùng Tiểu Mã. Bốn tên là Mã, Bằng, Xà, Hạc. Trong đó Mã thì sinh Kỳ Lân, Xà hóa Giao Long, Đại Bàng sinh Linh Hạc. Một khi thông linh thì lập tức có thể được phong tiên. Cho nên bốn loại động vật này được gọi là tứ tiên. Về phần tứ uyên, chỉ có bốn loại ở trong nước, còn lại là Thiềm Thừ, Ngư, Lý Ngư, Vương Bát. Tiểu Mã theo tiết tấu câu chuyện mà hắn gật đầu, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. Gọi điện thoại về lưới Nhớ Lãnh Ngọc, tới tận khi hết tiền, Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Hắn gọi cuộc điện thoại này cũng có mục đích, vốn muốn mời Nhuế Lãnh Ngọc trở về cùng mình, hợp lực đối phó với Thất Bà. Ấy nhưng như Nhuế Lãnh Ngọc nói, nàng đáp ứng hỗ trợ một chuyện linh dị với một người quen cũ, cho nên tất cả chỉ đành dựa vào bản thân mình. Diệp Thiếu Dương lập tức cảm giác áp lực tăng thêm. Sự tình trước xảy đến trước mặt, đến lúc này thì cũng chẳng còn gì để mà sợ nữa rồi. Hắn lấy một quyển sổ nhỏ, so sánh bản đồ vườn hoa anh đào. Trong đầu nghĩ đến cách biến trận, sau đó lấy từ trong ba lô ra một sấp bùa, bắt đầu vẽ phù. Chuẩn bị đến tận nửa đêm thì lão Quách gọi điện, tỏ vẻ mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Hỏi hắn thì xem bao giờ thì mới được đưa đến. Chương 256: Gặp nạn ở âm giới. Để tôi đến lấy cho. Diệp Thiếu Dương nghĩ một lát, sau đó hắn mặc quần áo rồi bước ra ngoài gọi xe. Một mình hắn đến cửa hàng của lão Quách. Tàu tàu đâu rồi huynh? Khi bước vào cửa, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy lão Quách đang ngồi ăn mì hộp ở chỗ quầy rượu. Huynh bảo bả về nhà rồi, tối nay chúng ta đi âm giới, sợ bả lo lắng nên huynh để bả về nghỉ rồi. Lão Quách ném hộp mì vào thùng rác rồi kéo cửa cuốn, sau đó dẫn Diệp Thiếu Dương xuống dưới tầng hầm. Lão Quách chỉ vào một đống đồ ở dưới đất rồi nói: những thứ mà để cần đều ở đó cả đấy. Diệp Thiếu Dương nhìn qua, có một cuộn chỉ đỏ, mấy hộp bột đá, một đống tiền đồng và một cái bình rỗng. Diệp Thiếu Dương nhặt một nắm tiền đồng lên nhìn, đều là tiền đồng được lưu hành từ thời Minh. Phía trên có nhiều vết rỉ, dường như còn toát ra một tia thi khí. Hắn lập tức liền hỏi: nhiều tiền đồng như vậy huynh lấy được ở đâu? Lão Quách cười hăng hắc một tiếng rồi trả lời: trong dân gian không thể thu được nhiều như vậy, những chỗ này đều là đồ hợp táng đấy. Đồ chôn với người chết á? Đi đào trong mộ ra? Diệp Thiếu Dương sửng sốt: huynh cũng qua lại với bọn trộm mộ sao? Không, thỏa mãn những yêu cầu kỳ quái của đệ. Lão Quách nói rồi kéo trong góc ra một tấm vải trắng thật dài. Nói là vải trắng nhưng nó đã chuyển sang màu vàng, nhìn không ra màu sắc vốn có. Giống như cái này
ngoài thị trường cũng có bán. Tấm vải khẽ động, một cỗ thi khí lập tức tràn ra, là vải niệm. Không những là vải niệm, hơn nữa đây chính là vải quấn chân. Thời cổ đại, lúc hạ táng, nữ quyến nhà quan thường dùng vải quấn chân, phần lớn đều bị mục giữa với thi thể. Chỉ có trong quan tài tồn tại trạng thái chân không mới tìm được một chút, rất khó đấy. Đây là đệ cần, huynh mới cho, nếu không thì dù là một vạn huynh cũng không bán. Diệp Thiếu Dương vừa nghe là vải quấn chân, lập tức theo phản xạ liền bịt mũi. Hắn buồn bực: đệ chỉ cần vải niệm thi thể là được rồi, huynh điều cho đệ cái này làm gì? Thi khí trong thứ này còn nồng đậm hơn so với vải niệm thi thể, dùng tốt hơn nhiều. Đúng vậy, nhưng mà đệ cần vải niệm để làm khẩu trang, huynh đưa đệ thứ này, đệ làm sao dám đeo lên miệng. Lão Quách thoáng sửng sốt, suy nghĩ một lát, y lập tức hiểu được mục đích sử dụng. Y liền nói: đệ định đưa cho ai đeo? Là Tiểu Mã à? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Y liền cười gian rồi nói tiếp: vậy cứ để cậu ta đeo, để không nói cậu ta làm sao biết được. Đây là vải quấn chân, thứ này cũng có niên đại đến hơn 500 năm rồi, đâu có còn một thối. Diệp Thiếu Dương cũng không biết nói gì, đành chấp nhận. Vậy cũng được, dù sao nếu cậu ta phát hiện cũng tìm huynh tính sổ á. Lão Quách phẩy phẩy tay: thôi không nói nữa, huynh phải đi âm giới đi, để lo chuyện của đại đi. Nói xong, y lấy xuống 7 cây nến đỏ ở trên chốc quầy, cắm xuống đất, tạo thành một hình dạng bắt đầu thất tinh. Sau đó y đổ đầy nước vào chậu đồng. Tiếp đến, y lại lấy ra một bình nhỏ, bên trong chứa đầy chất lỏng màu vàng. Y có chút do dự có nên đổ nước trong chậu hay không. Diệp Thiếu Dương liền biết đây là nước tiểu chó hòa lẫn với nước tiểu lợn. Hỗn hợp của hai loại nước tiểu này gần như là một chất lỏng thối nhất trên đời. Cũng bởi vì nó cực kỳ ô uế, cho nên lúc đi âm giới sẽ có rất nhiều tác dụng. Chẳng may gặp phải ác quỷ muốn mượn thân thể của pháp sư để đến dương gian, lúc xảy ra chiến đấu, nếu không phải đối thủ của nó, pháp sư sẽ để lại trong cơ thể một đám hồn phách, sau đó úp mặt vào trong chậu hỗn hợp nước tiểu của chó và lợn, uống một ngụm, như vậy là phá được pháp thân của ác quỷ. Ác quỷ bình thường cũng không cả dám lại gần. Có đệ ở đây rồi, không cần dùng đến thứ này đâu, tránh cho cả căn phòng nồng nặc mùi thối lên. Diệp Thiếu Dương xoa xoa mũi nói. Lão Quách gật đầu, đặt bình nước tiểu xuống, y cắn ngón tay, nhỏ hai giọt máu vào trong chậu. Y đốt 7 ngọn nến đỏ, tay trái cầm chuông kinh hồn, tay phải nắm một sấp giày tiền vàng. Sau đó, y khoanh chân ngồi xuống đất, nhắm mắt rồi hạ thấp giọng bắt đầu niệm: Tam Thành Giá Lệnh, Tổ Sư Tí Âm, Mao Sơn đệ tử Quách Tiến, Vi Chu Yêu Linh, Tẩu Âm nhập Minh Khứ Vô Cực, Thông Hữu Thông Pháp, Thiên Địa Thành Minh, Cấp Cấp Như Luật Lệnh. Lão Quách vung tay, ném ra một tấm linh phù. Không có lửa nhưng tấm linh phủ tự bốc cháy. Trước khi linh phủ bị đốt cháy hoàn toàn, Lão Quách nâng đào mọc kiếm lên rồi đâm thủng linh phủ, sau đó cắm vào trong chậu đồng trước mặt. Linh phủ vừa vào trong nước lập tức phát ra một tiếng suy mạnh, trong chậu đồng sôi lên sùng sục. Qua một lúc lâu mới trở lại bình thường. Lúc này thân thể của Lão Quách mềm rũ xuống, đầu y cúi xuống, một bóng dáng mờ ảo từ trong người y bay ra, chính là hồn phách của Lão Quách. Hồn phách của Lão Quách cười với Diệp Thiếu Dương: huynh cẩn thận đấy. Diệp Thiếu Dương quan tâm dặn dò. Lão Quách gật đầu, thân thể dần dần thu nhỏ lại rồi chui vào trong chậu đồng trước mặt. Một gợn sóng lan ra, mặt nước trong chậu dần phẳng lặng như trước. Diệp Thiếu Dương cúi người nhìn, trên mặt nước có thể nhìn thấy một hình ảnh nửa trong suốt. Trên một cánh đồng hoang vu u tối, bóng dáng của lẻ loi của Lão Quách đang bước đi. Đào mộc kiếm dắt ở bên hông, tay trái y cầm chuông kinh hồn, vừa đi vừa khẽ lắc. Tiếng chuông kinh hồn sẽ nhắc nhở quỷ hồn ở âm phủ rằng bản thân mình là một pháp sư, lúc này đi âm giới là có việc. Quỷ hồn bình thường sẽ tránh ra, còn nếu như gặp quỷ hồn nào không tránh, y sẽ vung một chút tiền vàng tặng cho đối phương, lên đường. Sau khi thực hiện hai thủ tục, bình thường sẽ không có quỷ hồn đến quấy rối. Ấy nhưng nếu có quỷ hồn tới gây hắn, hắn lập tức chỉ còn cách động thủ. Diệp Thiếu Dương biết đây không phải là lần đầu tiên Lão Quách đi âm giới, y đã có kinh nghiệm rất phong phú, hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì. Vì vậy hắn chỉ nhìn một lúc liền đứng dậy, quay trở lại chỗ đống đồ lỉnh kỉnh đã chuẩn bị cho mình.
hắn đổ đầy nước sạch vào trong bình, thả vào trong đó hai gói bột đá tiêu đỏ, trộn đều lại, ném vào trong một cuộn chỉ đỏ rồi đóng nắp bình. Sau đó Diệp Thiếu Dương lại tiếp tục tiến hành công việc buồn tẻ nhất, đó là vẽ phù. Vẽ thiên hỏa phù, trừ yêu phù, diệt linh phù và tất cả các loại linh phù có uy lực bậc trung. Cũng may hắn còn ngồi nổi, một hơi vẽ nửa tiếng đồng hồ. Hắn đếm đống linh phù đã vẽ xong, chắc còn chưa đến 100 tấm. Diệp Thiếu Dương định vẽ thêm mấy chục tấm nữa cũng tạm đủ. Nhưng lúc này hắn nghe tiếng bọt nước sao động truyền tới từ đằng sau lưng. Mới đầu Diệp Thiếu Dương không để ý, hắn vẫn tiếp tục vẽ phù. Đột nhiên hắn nhớ tới điều gì đó liền quay đầu lại. Không ổn. Hai mắt của lão Quách đầy máu, khuôn mặt xanh lét, toàn thân run rẩy đứng lên. Hắn vội vàng chạy lại rồi nhìn xuống chậu đồng, chấn kinh. Chỉ thấy một quỷ hồn toàn thân đen thui, hai tay đang bám chặt lấy vai của lão Quách. Nó phun quỷ khí lên mặt của lão Quách. Lão Quách nín thở, đồng thời không ngừng lắc đầu, liều mạng vùng vẫy. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền hiểu, con ác quỷ này muốn tới dương gian, cho nên muốn thổi tắt quỷ đăng của lão Quách. Nó ép lão Quách mở ra đường hoàn dương. Một khi đường hoàn dương được mở, không cần nói cũng biết, nó nhất định sẽ diệt đi quỷ hồn của lão Quách, sau đó sẽ xông lên mượn xác hoàn hồn. Lão Quách tất nhiên cũng biết điều này. Nếu như không may thực sự đi đến bước đó, dù Diệp Thiếu Dương đem lệ quỷ trước mắt chặt thành 8 khúc cũng không thể nào cứu được mình. Cho nên y liều mạng che tai và mũi, không để cho quỷ khí của lệ quỷ kia chui vào miệng. Hỏng rồi, huynh ấy không chống đỡ được rồi. Diệp Thiếu Dương ý thức được tình thế nguy cấp. Lão Quách tuy đang ở âm phủ, bản thân hắn không thể thông qua chậu hiển linh nhìn thấy quỷ hồn của y đang gặp nguy hiểm, nhưng cũng không có cách nào trực tiếp cứu được. Có điều vẫn có cách cứu, nhưng kéo y từ âm phủ xa xôi như vậy trở về thì thật sự là có chút phiền toái rồi. Chương 257: Hung tâm quỷ. Diệp Thiếu Dương lập tức kéo từ bên hông ra một đoạn dây đỏ quấn lên đồng đúc mẫu, sau đó cậy miệng lão Quách, kéo đầu lưỡi đưa vào lỗ của đúc mẫu tiền. Miệng hắn niệm câu hồn chú, đồng tiền vạch một đường trên đầu lưỡi. Đầu lưỡi bị vạch, máu tươi chảy ra nhiễm vào đúc mẫu. Đồng tiền sáng lên một ánh sáng tím, nhập vào cơ thể của lão Quách. Diệp Thiếu Dương đã đến mức lập tức dán một lá linh phù trống ở trên đầu của lão Quách, thấm lấy máu ở đầu lưỡi, vẽ lên lá phù 3 đường, nắm phù lại rồi quát to một tiếng: "Đi ra!" Dùng sức linh phù giật xuống, có 3 thân ảnh đồng thời bị kéo ra. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, tại sao lại là 3 cái? Một cái bóng trắng nhỏ vừa chạm đất liền hóa thành một làn khói lướt đi cực nhanh khỏi tầng hầm. Diệp Thiếu Dương phát hiện ra nó, định đuổi theo thì thấy hồn phách của lão Quách lăn 2 vòng trên mặt đất. Một cái hồn phách còn lại đang chiếm cứ thân thể của lão Quách. Trong mắt nó đảo qua một vòng, thấy mình đã mượn xác sống lại, nó muốn cười lên đắc ý. Đấy, kết quả vừa mở miệng cười thì Diệp Thiếu Dương nhanh chóng đưa 2 ngón tay vào miệng của hắn, túm lấy đúc mẫu tiền, lớn tiếng quát: "Đi ra cho ta!" Kéo đồng tiền ra ngoài. Đồng tiền bị quấn trên đầu lưỡi, bị kéo ra, đồng thời cũng kéo theo một quỷ ảnh màu đen. Nó lập tức nhảy sang một bên, một tay cầm một thanh quỷ đầu đao, phẫn nộ đánh giá Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhìn chăm chú lại, nó mặc dù có hình người nhưng hình dạng lại không giống. Trên đầu có 2 cái bướu như là bướu lạc đà, toàn thân lông đen phủ dài, nhất là giữa ngực lõm xuống. Vùng ngực bị lõm bao phủ đầy lông đen dài, chính giữa có một quả cầu thịt đang không ngừng phập phồng lên xuống. Là hung tâm quỷ. Diệp Thiếu Dương sững sờ một chút, dựa theo Mao Sơn Quỷ Yêu Lục có ghi lại, đây là một loại âm sinh quỷ, đặc biệt là trái tim nằm ở chỗ lõm giữa ngực. Nhược điểm của nó cũng chính là trái tim này, bởi vì nằm ngoài cơ thể cho nên nó đặc biệt yếu ớt. Thiên sư, ánh mắt phẫn nộ của hung tâm quỷ biến mất, thay vào đó là một sự sợ hãi vô cùng. Nó thầm nghĩ, mượn xác hoàn hồn vừa đến được nhân gian, gặp ngay một vị thiên sư. Ấy dù nó tính tình hung ác nhưng không phải là ngu ngốc, hiểu rõ thiên sư tại nhân gian lợi hại như thế nào. Chiến ý lập tức tiêu tan, xoay người định bỏ chạy. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, vung dây câu hồn chuẩn xác quất vào cổ nó, kéo hung tâm quỷ giật lại đằng sau. Hung tâm quỷ chạy không thoát, dù biết đánh không lại nhưng cũng chỉ có thể liều mạng. Quỷ đầu đao trong tay lập tức phóng ra một cỗ âm khí bức người,
chém xuống đỉnh đầu của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lách mình né tránh, một tay nắm dây câu hồn, một tay rút đào mộc kiếm. Thiên địa vô cực, cản khôn tá pháp. Chỉ một kiếm đâm trúng trái tim của hung tâm quỷ. Phốc một tiếng, trái tim nổ bung bét, máu xanh phụt ra bốn phía, phun ra trên mặt đất và cả trên người Diệp Thiếu Dương rồi biến mất. Nó vốn là quỷ, tất cả mọi thứ trên người đều phải dựa vào quỷ khí mà duy trì. Một khi mất hết quỷ khí thì nó lập tức tan biến. Hung tâm quỷ kêu lên thảm thiết, toàn thân run rẩy, thân hình càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng thì nổ tung, hóa thành vô số tinh phách bay ra khỏi phòng. Diệp Thiếu Dương thở nhẹ một hơi, quay đầu nhìn Lão Quách đang nằm co ở trên sàn nhà. Huynh không định hoàn dương à? Còn trò gì nữa? Lão Quách bối rối quên mất chuyện mình vẫn là quỷ hồn, được Diệp Thiếu Dương nhắc nhở mới hồi phục lại tinh thần, nhập lại vào thân thể. Diệp Thiếu Dương đuổi theo đến ngoài tầng hầm, theo một đám quỷ khí đi vào trong sân, tìm kiếm bóng trắng nhỏ hồi nãy, cảm thấy quỷ khí trong phòng đã nhạt dần, biết là đuổi không kịp, mới trở lại tầng hầm. Lão Quách hồn nhập thể, đang ngồi dưới đất ho khủ khụ không ngừng. Thấy Diệp Thiếu Dương tiến đến thì dùng âm thanh khàn khàn hỏi: Tiểu sư đệ, đầu lưỡi của ta làm sao vậy? Để dùng tiền vạch vào, không thì làm sao mà kéo được hung tâm quỷ ra. Lão Quách che miệng rên rỉ: Thế nhưng mà đệ cũng làm mạnh, cắt bứt một mảng thịt của ta rồi. Ai gỗ, đau chết ta rồi. Diệp Thiếu Dương tức giận: Có thể còn sống mà trở về cũng không tệ rồi. Huynh nói cho đệ biết, con quỷ đã chạy trốn kia là con gì? Có lẽ không sao đâu, chỉ là một tiểu quỷ 7-8 tuổi, là quỷ từ nhân gian. Huynh chính là vì cứu nó nên mới bị hung tâm quỷ bám lấy. Diệp Thiếu Dương nhíu mày: Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lên trên đã, để huynh xử lý vết thương rồi nói. Ai gỗ đấu tội mà. Lão Quách che miệng đi ra khỏi tầng hầm, Diệp Thiếu Dương theo sau lưng hắn. Lên đến tiệm, Lão Quách cầm một chai rượu trắng từ quầy, uống một ngụm, ngậm trong miệng, lầu bầu kêu đau. Diệp Thiếu Dương xem mà trợn mắt há mồm: Còn mẹ nó, huynh kêu đây là xử lý vết thương à? Để thấy là huynh nghiện rượu thì có. Lão Quách uống hết, lại ngậm thêm một ngụm nữa, cũng không có kêu đau nữa. Ngậm trong miệng một hồi rồi nuốt, thở một hơi: Đệ thì biết cái quái gì, ta đang trừ độc đó. Nhưng sao huynh vẫn uống hết? Không uống thì phí, rượu trắng này không rẻ đâu, so với dầu vừng còn quý hơn đấy. Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì chán nản. Lão Quách đưa một tấm linh phù cho hắn. Diệp Thiếu Dương sau khi tiếp nhận, ngửi một chút rồi mừng rỡ: Huynh mang được chúng về rồi. Khi ở tại âm giới, pháp sư có thể mang theo các đồ vật, nhưng mang theo cũng chỉ là hư ảnh của vật đó, cũng có thể tạm thời đem cả những đồ vật của âm giới lên. Nhưng sau khi hoàn dương, đồ vật của âm phủ sẽ lại biến thành hư ảnh, không cách nào sử dụng. Vậy cho nên những vật mà pháp sư lấy từ âm phủ đều được phong ấn vào trong linh phủ, sau đó mới có thể đem về nhân gian. Vong xuyên thủy cùng sinh tử thảo đều được phong ấn ở trong linh phủ. Đã lấy được hai thứ này, vậy cho nên tâm tình của Diệp Thiếu Dương cũng trầm tĩnh trở lại, ngồi ở quầy nghỉ ngơi. Lão Quách rất khí phách, đi thẳng tới trước một cái quan tài, nghênh ngang ngồi lên, không kiêng kỵ, mở chai rượu uống tiếp. Diệp Thiếu Dương cười nói: Đệ với mấy chuyện trên internet không rõ ràng lắm, nhưng đệ thấy bộ dáng ngồi trên quan tài của huynh, búi tóc, nhất định là trông rất hot đó. Lão Quách trong lòng vẫn có chút sợ hãi, cho nên không để ý đến lời trêu chọc của hắn, nói ra: Chuyện là thế này, sau khi huynh xuống âm phủ, một hơi đi tới sau vong xuyên hà, lấy vong xuyên thủy cùng sinh tử thảo. Đang lấy thì có quỷ sai đến ngăn, nhưng sau khi xem qua linh phù đệ viết thì không nói gì nữa. Nhưng mà huynh mang hai thứ này trở lại hoàn dương, chuẩn bị mở ra đường hoàn dương, thấy một tiểu quỷ độ 7-8 tuổi đang ló đầu nhìn. Đường hoàn dương dùng máu của huynh mà mở ra, ngoại trừ huynh thì có quỷ dù tu vi có cao hơn cũng không thể thoát ra. Nên tiểu quỷ này bèn hỏi huynh có thể dẫn nó hoàn dương hay không. Nó nói có thứ gì tốt cho huynh. Ấy, huynh nghe vậy bèn hỏi nó xem là có thứ gì tốt. Thank you.
Hết chương 257. Hết tập 34. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.